Nhà tiên tri Venga, đôi mắt mù loà nhìn thấu tương lai. Nhắc tới cái tên Venga, chúng ta đều biết đây là một nữ tiên tri đại tài người Bulgaria. Đôi mắt mù loà của bà nổi danh với biệt tài nhìn thấu tương lai với những lời dự đoán chính xác nhiều sự kiện trong tương lai như chiến tranh thế giới thứ hai, vụ tàu ngầm Kursk ở Nga bị chìm, vụ khủng bố tòa tháp đôi World Trade Center ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, nước Mỹ, hay thậm chí là thảm họa hạt nhân Nhật Bản xảy ra vào năm 2011, vân vân. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, hay thực sự bà lão mù Venga có một khả năng tiên tri đại tài? Bà Venga, tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova, là một nhà tiên tri, đồng thời cũng là người chuyên nghiên cứu về thảo dược. Bà sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911, sống trọn cuộc đời tại thành phố Rupit, Bulgaria và mất ngày 11 tháng 8 năm 1996. Venga có một tuổi thơ nghèo khó, đến khi 3 tuổi, mẹ của bà qua đời trong khi cha của bà bị gọi đi lính. Hàng xóm và bạn bè của gia đình đã nuôi Venga đến năm 7 tuổi trước khi cha của bà trở về tái hôn. Thế rồi một ngày kia, cơn bão lớn ập đến làng, một cơn lốc xoáy đã nhấc bổng cô bé Venga lên không trung và cuốn tới cánh đồng xa tít tắp. Sau nhiều nỗ lực kiếm tìm, dân làng thấy Venga nằm bất tỉnh trong đám đất đá với hai hốc mắt đã bị lấp đầy vì cát bụi. Và Venga bị mù từ đây, dù chữa trị bằng cách nào cũng không khỏi. Thế nhưng, may mắn thay, cô bé sớm phát triển và có một giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Bà Venga bắt đầu có khả năng nhìn thấu tương lai vào năm 16 tuổi. Lần đó đàn cừu của cha cô bỗng dưng bị mất một con. Vậy là cô bé đã miêu tả cho ông chính xác địa điểm nơi con cừu bị kẻ trộm giam giữ. Nhà tiên tri nói rằng bà có khả năng tiên tri siêu việt như vậy là do nhận được thông tin từ những hình nhân xa lạ mà người thường không thể nhìn thấy được. Bà có thể đọc được cuộc đời của một người khi đứng trước mặt nhưng không có khả năng thay đổi những điều này. Nghe qua thì có vẻ hoang đường nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng dự báo các sự kiện tương lai tài ba của bà lão mù này. Khả năng ấy của bà đã được chứng thực và chính điều đó đã khiến cho bà trở thành một nhà tiên tri đại tài của nhân loại chỉ đứng sau Nostradamus. Sinh ra trong một gia đình ly tán, thiếu thốn, khó khăn, là một người thất học nên bà không hề viết sách và nói bằng thứ tiếng rất khó nghe. Những lời tiên tri của bà thường được những người giúp việc chuyển ngữ lại. Những cuốn sách viết về bà cũng do người khác tập hợp lại và biên soạn. Bà Venga luôn tỏ ra thận trọng với những lời tiên đoán về thảm họa toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ quốc gia. Bà cũng chỉ tiết lộ những dự đoán này với một số người nhất định để tránh gây hoang mang cho dân chúng. Bà bắt đầu dự đoán về số phận của những người thân trong gia đình. Khi cậu em trai tên Vasil gia nhập đảng phái chống đối nhà nước, bà đã gào khóc và khuyên nhủ hết lời vì cho rằng nếu làm như vậy, anh sẽ phải hứng chịu cái chết đau đớn ở tuổi 23. Vasil cho rằng đó là chuyện tầm phào, nhưng sự việc đã xảy ra. Tháng 10 năm đó, cậu đã bị bắt, bị tra tấn một cách dã man và kết thúc cuộc đời bằng một cái chết đau đớn. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, 1939 đến 1945, bà đã tạo dựng được lòng tin vững chắc trong lòng dân chúng nhờ giúp đỡ họ biết được số phận người thân của mình ở chiến trường, còn sống hay đã hy sinh, thi thể đang nằm lại nơi nào, vân vân. Nữ tiên tri cũng mách bảo nhiều người cách để né tránh hòn tên mũi đạn, cách chữa trị vết thương, cách tìm lại kỷ vật đã mất, vân vân. Trước sự nổi tiếng bởi tài tiên đoán của bà, vào năm 1942, vua Bulgaria, khi này là Boris Đệ Tam, đã tới thăm và ngỏ ý muốn bà dự đoán về số phận của mình. Bà không nói nhiều với ông, chỉ dặn dò, hãy luôn ghi nhớ ngày 28 tháng 8. Hơn một năm sau, người dân Bulgaria đã tường rõ tại sao bà lại nói với đức vua như vậy. Đúng ngày 28 tháng 8 năm 1943, đức vua Boris Đệ Tam qua đời. Người ta kể lại rằng, ở Adolf Hitler, người đứng đầu chế độ phát xít Đức cũng đã từng đến gặp Venga. Ông ra về với vẻ mặt tái mét và dầu dĩ, nhưng không ai biết là vì lý do gì. Không lâu sau, Hitler tự tử dưới hầm và chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945. Năm 1989, bà lão mù Venga đã đưa ra những dự đoán về một vụ khủng bố kinh hoàng. Đáng sợ, những anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công, những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy. Lời tiên tri này của bà dần rơi vào lãng quên bởi người ta không hiểu lắm về nó.
chỉ cho tới khi hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York bị khủng bố tấn công thì người ta mới rùng mình khi liên tưởng lại và thấy được tính chính xác của lời tiên đoán. Anh em sinh đôi ở đây được gắn với hai tòa tháp đôi đã sụp đổ sau khi bị hai chiếc máy bay lao vào. Chim sắt được ám chỉ tới máy bay, lùm cây trong tiếng Anh là Bush ám chỉ tới Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush. Và quả nhiên sau vụ khủng bố, máu của nhiều dân thường vô tội đã rơi. Thế nhưng cũng có nhiều sự kiện được bà dự đoán chật lất. Bà cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và trong thế giới của người Hindu, những vụ mưu sát các nhà lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba vào năm 2010 và kết thúc vào năm 2014. Thế nhưng bây giờ đã là năm 2020 và thực tế đã chứng minh không hề có cuộc chiến tranh nào trên quy mô toàn cầu như vậy cả. Tuy nhiên, người ta cũng khá quan tâm tới những lời tiên tri này của bà bởi vì tình hình thế giới bất ổn như ngày nay. Chiến tranh dầu mỏ, hạt nhân, vũ khí sinh học, v.v. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến quy mô lớn đến như vậy được bà đặt ra không phải là không có cơ sở. Bà Wenger qua đời vào năm 1996. Trước khi mất, bà nói rằng một cô bé mù 10 tuổi sống tại Pháp đã thừa kế được năng lực tiên tri của bà và thế giới sẽ sớm biết về người đó thôi. Năm 2009, một tờ báo Pháp đã đăng tải một bài ngắn về một cô bé có khả năng nhìn thấy tương lai và biết giao tiếp với người ngoài hành tinh. Cô bé đó là Kaide Huber, sinh ra tại thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp. Cô bé đó có thực sự là truyền nhân mà Wenger nhắc đến hay không thì hiện chưa khẳng định được, nhưng chưa có ai vượt mặt được cô bé này về độ nổi tiếng. Trên đây là một trong số ít những lời tiên đoán của Wenger. Có những điều đã trở thành sự thật, có điều thì không. Vậy nên thay vì hoang mang, chúng ta hãy sống hết mình, sống có ích và ý nghĩa nhé. Theo bạn thì lời tiên tri nào của Wenger sẽ trở thành hiện thực? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới video nhé. Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chú Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chú Đọc Truyện.